Xếp hạng các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam Nuôi Cung, Hoa hậu Hoàn Vũ đang tìm lại hào quang. Nhưng mà những người giành lại được hào quang, đó là cái tiếng thắng lịch sử. Tới thời của Miss Grand Miss World. Top 1 Miss Grand Việt Nam. Tuy chỉ vừa tổ chức được 2 mùa nhưng trong tình hình đầy biến động về bản quyền các cuộc thi quốc tế ở Việt Nam như hiện nay thì Miss Grand chính là xếp ở vị trí đầu tiên. Trong Big 6, hai cuộc thi có truyền thông mạnh nhất và có sức hút với khán giả chính là Miss Grand International và Miss Universe. Nhưng vào năm 2022, khi Miss Grand Việt Nam tổ chức mùa đầu tiên thì Junimilier đã bị mất bản quyền quốc tế. Bản quyền Miss Universe rơi vào tay Elite nhưng trình độ tổ chức và truyền thông quá kém khiến Miss Universe Việt Nam tụt hạng tiếp về sau. Tuy chỉ tổ chức được 2 mùa nhưng chất lượng sân khấu, âm thanh ánh sáng cực tốt khiến khán giả rất hài lòng. Chất lượng thí sinh vô cùng tốt khi thu hút những cái tên cực hot như Lê Hoàng Phương, Bùi Lý Thiên Hương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Mùa Miss Grand Việt Nam 2022 đúng ngay thời điểm Thùy Tiên còn đang đương nhiệm. Mùa 2023 lại đúng ngay năm Miss Grand International tổ chức tại Việt Nam đã tạo nên những cú hit truyền thông cực lớn, đem thương hiệu Miss Grand Việt Nam càng quét các nền tảng social chỉ sau 2 năm. Chưa kể thành tích của Việt Nam ở Miss Grand International lại vô cùng xuất sắc khi có một Phương Miện Hoa hậu, một Tiara Á hậu, hai top 10, ba top 20. Thế nên nói không ngoa thì Miss Grand Việt Nam chính là cuộc thi có sức hút số 1 tại Việt Nam hiện tại. Top 2, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Sau cú sốc bản quyền năm 2022, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam như rơi xuống vực sâu vì mấu chốt của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam chính là xuất dự thi Miss Universe, đấu trường nhan sắc số 1 trên thế giới. Tuy đã đổi tên cuộc thi thành Miss Cosmo Việt Nam, thành lập cuộc thi quốc tế mang tên Miss Cosmo nhưng dường như sức hút của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã giảm sút nghiêm trọng khi trong mùa 2023 chỉ có đúng 3 gương mặt đáng chú ý là Cao Thiên Trang, Ngô Bảo Ngọc và Á Quân The với Xuân Hạnh. Tình thế hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đúng như những gì mà siêu mẫu Võ Hoàng Yến nói. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đang đi tìm lại hào quang của chính mình. Nếu trong tương lai Junimilier có thể tổ chức Miss Cosmo International với quy mô hoành tráng, có nhiều thí sinh chất lượng đến từ khắp nơi trên thế giới thì thời thế mới có thể thay đổi và có thể giành lại được hào quang của chính mình. Top 3. Miss World Việt Nam tuy không phải cuộc thi có truyền thông dữ dội nhất như mức độ đầu tư và quy mô cuộc thi thì Miss World Việt Nam out trình hoàn toàn các cuộc thi còn lại. Kể từ năm 2022, khán giả đã phải chấn động vì sân khấu Miss World quá mức hoành tráng, khán giả quy tụ gần 15.000 người. Mỗi mùa tổ chức, Dì Dung đều mời đương kim Miss World về tham dự. Đặc biệt, top 3 Miss World còn có thể có cơ hội dự thi các cuộc thi quốc tế lớn là Miss World và Miss International và Miss Intercontinental. Đó là điểm rất ăn tiền của Miss World Việt Nam so với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nhưng điểm yếu của Miss World Việt Nam là cách thức làm truyền thông của ban tổ chức, không có truyền hình thực tế, hơi nhiều vòng thi và thời gian tổ chức tương đối dài nên cuộc thi chưa được thu hút bằng các cuộc thi còn lại. Chưa kể mới đây, loạt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi cũng làm thương hiệu Miss World Việt Nam phần nào cũng bị giảm sút. Top 4, Hoa hậu Việt Nam. Tuy được mệnh danh là chánh cung của các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam nhưng kể từ mùa 2022, Sen Vàng và Tiền Phong đã không còn hợp tác cùng nhau để tổ chức Hoa hậu Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với việc Tân Hoa hậu và hai Á hậu sẽ không còn xuất thi quốc tế nữa. Điều này như giáng một đòn chí mạng đến cuộc thi, danh hiệu chánh cung giờ đây như hữu danh vô thực vì không còn được dự thi Miss World nữa.